Bắt đầu căng nha anh em. Con này hôm bữa có anh em hỏi chia lại nhá. Để ít bữa nữa mình đi ra ngoài kia mình gác xem nó như thế nào nhá. Ok, chào anh em nhé. À, có anh em hỏi mình về cái nuôi cái con chim bịp bịp non á, con chim mới bắt ở tổ về anh em. Thì bắt đầu là nay nó vào mùa rồi nha anh em nhé, vào mùa rồi anh em có thể đi tìm về bắt nuôi ha. Thì anh em có hỏi con chim non mới bắt về cho nó ăn gì thì của mình á, đây này mình cho nó ăn đây anh em. Năm ngoái mình cũng bắt được mấy con anh em ạ. Nếu bắt về anh em chủ yếu là cho nó ăn ăn thịt nhé, ăn thịt heo, nhưng mà thịt heo thịt gì cũng được. Nói tóm lại là cái dòng này nó ăn thịt, ăn ốc, ăn đồ cái thứ ha, ăn dế này, dế cái thứ nha, rồi ốc, rồi thịt. Nói tóm lại là dòng ăn thịt thì anh em cho nó ăn thịt, chứ ăn cám thì bắt đầu bổ sung thôi. Cám xe viên nhỏ ra, đốt cho nó ăn dần ha, ăn ít thôi. Cám cho nó ăn ít, chủ yếu là thịt. Và anh em lưu ý là cho nó ăn thịt được không, cho nó có mỡ nha. Thịt heo anh em mà có mỡ là nó rất dễ bị đi ngoài thì chảy, nó rất dễ bị yếu chim nha. Anh em mà cho nó ăn thịt nạc, á, hoặc là có thịt bò anh em mà tốt, nuôi ít thì được. Nhưng mà anh em cho nó lấy thịt ốc đua, anh em mà cho nó bổ sung nha, bổ sung canxi. Đó, anh em mua kia cho nó ăn thịt thôi. Rồi thì nó lớn thì rồi anh em mới tập cho nó ăn cám nha, cho nó cám dần dần cho nó quen. Mà ăn cám thì nó ăn, nó chủ nó phá nhiều, nó ăn ít lắm, dòng ăn thịt mà anh em. Này, chim nhỏ nó kêu, giờ cũng gần tối rồi. Đấy, ăn thịt hoàn toàn nhá, cám thì bổ sung thôi, cho nó ăn từ nào nó lớn thì cho nó ăn, còn chủ yếu là ăn thịt thôi. Đấy, con này nó còn đang lóng ống, nó chưa có căng, thấy như mình là nó sợ. Con này thì lên rồi, con này sung lắm, con này máu đánh nhau. Con nào cũng kêu hết rồi. Đấy, anh em cứ bắt về thì anh em cho nó lấy thịt về cho nó ăn. Còn khi nào nó lớn á thì mình cho nó ăn cám. Thì khi nào đấy thì mình làm cái video cách chia sẻ cho nó cách vào cám á, kiểu vào cám cho nó, kể cả chim bồ cũng thế, anh em cũng vào cám. Hôm nào mình làm cái video mình gửi cho anh em xem ha, anh em tham khảo cách của mình vào cám này. Còn anh em mà không biết như thế nào, còn mình thì theo cách của mình, mỗi người mỗi kiểu. Sau này con kiến nó nhiều quá anh em ạ. Mình nè, cho con sâu này, con sâu nó phải. Rồi, mình kết thúc video nhé. Xin chào anh em đây. Anh em mà lưu ý cứ cho nó ăn thịt thường xuyên nhé. Mà đừng có cho nó ăn lạnh nhé, ăn lạnh là có thể nó viêm họng.